Thưa quý vị, cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 đến 90% dân số mắc COVID-19, một làn sóng mua tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc. Theo truyền thông Trung Quốc, sau việc các loại thuốc như liên hoa thanh ôn, một loại thuốc điều trị sốt cảm cúm và COVID-19 truyền thống của Trung Quốc, khẩu trang, bộ kit xét nghiệm tăng giá và hết hàng ở nhiều nhà thuốc trên toàn Trung Quốc thuốc kháng viêm ibuprofen, một loại thuốc được cho là có tác dụng làm giảm triệu chứng của COVID-19 bắt đầu khan hiếm, hiện cũng đã hết hàng. Nhiều người dân đổ xô tích chữ các loại thuốc liên quan đến COVID-19, làm cho mặt hàng này khan hiếm, dẫn đến giá cả nhiều loại thuốc tăng cao. Trước tình trạng đó, các cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc đã phải vào cuộc chấn áp hành vi bán và tích trữ các loại thuốc, nguyên liệu liên quan đến dịch bệnh. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc một phó chủ tịch Nghị viện châu Âu EP bị bắt bị cảnh sát bị bắt vào ngày hôm qua 12 tháng 12 đã tiến hành lục soát tại trụ sở Nghị viện châu Âu tại Belarus, mở rộng cuộc điều tra nhận hối lộ của các quan chức châu Âu. Theo nguồn tin tư pháp bỉ, lực lượng cảnh sát đã tiến hành lục soát văn phòng, thu giữ máy tính và các thiết bị làm việc của phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kali và 10 cộng sự phục vụ điều tra. Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu Eva Kaili, người đã bị bắt tạm giam một ngày trước đó, hiện bị cáo buộc nằm trong đường dây rửa tiền và nhận hối lộ nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện Châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông. Trong cuộc họp khẩn ngày hôm qua, chủ tịch Nghị viện Châu Âu bà Roberta Metsola bày tỏ sự giận dữ trước nghi án nhận hối lộ của quan chức Châu Âu và cho rằng nền dân chủ Châu Âu đang bị tấn công bởi các bên thứ ba bằng các lợi ích vật chất người đứng đầu cơ quan lập pháp của châu âu khẳng định rằng sẽ không có trường hợp miễn trừ cho các nghị sĩ châu âu đồng thời cho biết sẽ mở cuộc điều tra trong nội bộ nghị viện châu âu